Hôm nay là sẽ kiểm tra vật tư và cái van. Có rất là nhiều loại van đây. Thấy không? Biết cái loại sinh van nè. Bon van nè. Van một chiều nè. Rưu đen được tuần van nè. Ghét bao nè. Hai đơn van nè. Có nhiều loại van. Rồi thấy chưa? Đây nè. Để ghét vào nó với connector, viết connector, viết coupling này, ghét van. Cái loại này là modified đó, mình có thêm cái tiêu mất bằng tròn. Mình thấy cái đây cái thiết bị sinh bắt à, sinh đét không? Này cái nước sinh đét. Đây là delete van. Mấy cái delete van ấy, van an toàn ấy, hai cái. Mấy van bè ngẽ nè. Máy này mình nhìn là biết dùng cho đường khí rồi. Sau đây đường nước. Cái van đầu. Có cái khép. Này cái universal con nít. Rồi, này có thể xoay mọi hướng. Này, này là lò van bướm. Thấy chưa? Rồi thấy chưa, van rất là nhiều. Cái này là theo hộ kiểm luôn, kiểm chắc cả ngày không hết. Rồi,